Xin chào. Video của Kỳ Duyên chay ngày hôm nay là mình sẽ thử nghiệm một món mà mình mới suy nghĩ sáng kiến ra. Thật ra thì mình cũng coi ở trên mạng là người Trung Quốc người ta sử dụng vỏ quýt để người ta làm trà. Cho nên ở trong cái công dụng của cái vỏ quýt đó thì nó có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thì Kỳ Duyên mình mới nghiên cứu và thử thí nghiệm một món coi mình sẽ ngào. Đây là nước đường, đường vàng, đường cát vàng. Mình sẽ thấm lên và để khoảng hơn một muỗng muối cà phê. Bởi vì khi mình chế biến cái món vỏ quýt này thì nó vừa là đường ngọt và nó vừa là một cái vị mặn mặn giống như là mình làm xí muội gì đó, xí muội tràng bì. Thì mình cứ đặt tên là tràng bì xí muội bằng vỏ quýt. Rồi đây là nước đường mình chuẩn bị mình thấm. Rồi đây là vỏ quýt. Khi quýt mình ăn xong rồi mình sẽ chừa cái vỏ lại, mình lấy cái vỏ và mình cắt nhỏ nó ra, mình cắt nhuyễn và mình sẽ để cho nó khô. Đây là vỏ quýt mình mới cắt ngày hôm qua, cho nên nó còn rất là tươi và ngon, rất là đẹp. Và đây là vỏ quýt mà mình đã cắt trước hết mấy ngày trước rồi. Hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là trà quýt. Đây là quýt mình đã cắt, mình đã làm khô. Và đây là nó chuẩn bị khô. Nó còn hơi tươi hơn cho nên màu rất là đẹp. Còn cái này nó đã khô hơn nhiều, màu nó sậm lại. Nhưng mà mình muốn làm thí nghiệm thử là một loại là nó sẽ là khô, mình ngào với đường. Còn một loại mình sẽ để không hoàn toàn và mình sẽ thí nghiệm thử ở trong một cái bình trà. Đây là cái bình trà, cái bình mà mình để trà. Đây là cái loại trà mà gọi là trà Bách Bảo dòng suối nha. Một loại trà bình thường mà có người thì người ta thích uống trà sen. Mình sẽ cho trà vào bình. Đây là cái thí nghiệm lần đầu tiên để mình làm một món trà uống để mà vừa thưởng thức, vừa tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vì ở trong trà thì nó cũng là đó là một chất bổ dưỡng rồi, thì vỏ quýt nó cũng là một cái bài thuốc. Vỏ quýt cũng là một cái bài thuốc dân gian dùng cho tiêu hóa, tốt cho phế quản, đường hô hấp. Thì mình sẽ hướng dẫn cái món mình đợi cho đường nó sẽ kẹo lên. Đây là đường mà mình sẽ thắng cùng với muối, nước đường để vô đường cát vàng và nước. Thì để cho nó sôi lên và đợi cho nó kẹo. Khi nào mình kéo chỉ lên thì chúng ta sẽ đổ vỏ quýt vô ngào nha các bạn. Đây là cái khâu đầu tiên mà cái bếp chai Kỳ Duyên của mình thử. Để tăng cường thêm một món uống dành cho sức khỏe hàng ngày của chúng ta. Nếu mà nó ngon thì mình nên thưởng thức mỗi ngày, mỗi buổi sáng mình châm một bình trà, buổi sáng mình uống. Mình cảm nhận cái hương vị của trà, của vỏ quýt, rồi đắng đắng, ngọt ngọt. Cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Mình làm chỉ khoảng một khía đường thôi, không có nhiều. Một khía đường cát vàng. Cái hương vị này, vỏ quýt, đường và muối này nó sẽ trở thành một hương vị gọi là xí muội, ngọt ngọt và mặn mặn và đắng đắng cay cay. Có đủ. Như vậy là nước đường của chúng ta nó sôi cho đến cái mức độ là mình sẽ lấy cái sạn để mà mình kéo nước đường lên nha. Mình kéo lên rồi mình sẽ thử cái cảm giác nó kéo chỉ. Chỉ nó kéo dính nhiều. Nó kéo dính nhiều như vậy đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu để vỏ quýt vào. Mình sẽ để vỏ quýt vào để mình ngào nha. Ở trong cái vỏ quýt này, wow, nó bốc mùi lên thơm lắm. Rất là thơm. Mùi vỏ quýt nó bốc lên rất là thơm. Mình tắt bếp nha. Đây là một món vỏ quýt mình ngào với đường nha các bạn. Mình đang thử nghiệm
làm trần bì vỏ quýt xíu muội. Mình thắng đường với muối. Và đường với muối thì nó đã tới rồi, mình cho vỏ quýt vào nó bốc cái mùi lên rất là thơm và hấp dẫn. Mình cảm nhận được cái mùi của cái hương quýt rất là thơm ngon, rất là tuyệt vời. Rồi, mình sẽ lấy ra nha. Cho vỏ quýt ra ngoài dĩa. Rồi từ cái vỏ quýt này mình sẽ lấy để mà mình bỏ vô trong cái bình trà của mình. Ở trong đây là mình đã nói hồi nãy rồi là trà, cái bình trà này mình sẽ làm một bình trà vỏ quýt. Vỏ quýt mình ngào cùng với đường. Mình sẽ cho vỏ quýt vào cái bình trà của mình để mình thử cái thưởng thức cái hương vị mới lạ của trà vỏ quýt xí muội. Trà nó có hương vị, nó đã hơi nhẵn nhẵn đắng và rất là thơm cái mùi của trà. Rồi kết hợp với cái vỏ quýt. Vỏ quýt là một loại trái cây, nó cũng có nhiều cái công dụng trị bệnh cho những người thuộc cái đường hô hấp, tiêu hóa và cổ họng. Người Trung Quốc người ta hay dùng vỏ quýt để trị rất là nhiều bệnh ở trong cái bài thuốc của những nhà thuốc bắc. Mình coi trên mạng chỉ cái cách làm của người ta khác lắm, nhưng mà mình thì cũng chỉ chế biến theo cái năng lực của mình có được thôi, của gia đình mình. Ngậm vô, mình mới ngậm thử một miếng, mình cảm giác nó ngọt ngọt mặn mặn, nó hơi nhẫn nhẫn. Thì nó đúng cái hương vị của quýt là nó nhẫn nhẫn và nó sẽ là một gọi là một món trần bì xí muội. Mình sẽ cho một miếng nữa vào trong cái bình trà của mình nha. Giờ mình đợi nước sôi lên, mình sẽ châm trà để uống thử. Đây là lần thí nghiệm đầu tiên mà mình muốn thử. Thì cho dù nó có thất bại hay thành công gì thì mong mọi người thông cảm nha. Mình sẽ làm thử rồi mình sẽ báo lại cho các bạn biết là cái hương vị của trà nó như thế nào. Uống đừng lấy cái hương của vỏ quýt thôi. Thật ra ăn thì chắc không có ngon đâu. Anh biết người ta làm xí muội là nó có chua chua, cay cay, rồi ngọt ngọt. Là có thể người ta sẽ làm nguyên một cái trái hạnh, người ta sắc trái hạnh ra đó, rồi người ta ngào với đường, người ta làm trần bì xí muội như thế nào đó mà ngậm vào nó chua chua ngọt ngọt, nó rất là tốt cho cổ họng của những người mà hay dễ bị viêm họng. Còn cái này mình chế ra thì mình để dành để châm trà uống thôi, ý định của mình là như vậy. Nếu mà nó thật sự là nó là một cái món trà ngon thì mai mốt mình sẽ đãi khách, mình sẽ uống mỗi buổi sáng, và có cái dịp đám tiệc nào đó mình sẽ nấu cho mọi người cùng thưởng thức vậy đó. Mình nước nó sắp sửa sôi lên rồi, mình sẽ cho một ít vô đem cho nó ra trà, rồi đợi mình nồi mình đợi cho nước nó sôi thật là nhiều, mình sẽ châm vô. Như vậy thì trà nó vừa ra đủ. Cách châm trà đó là một những cách mà để cho trà nó nhanh ra, cái khi mà mình châm vô nóng liền, mình đợi trà nó ra cũng lâu lắm. Mình đã có nước đang sôi rồi, mình sẽ châm vô bình trà nha, chuẩn bị để thưởng thức. Thank you.
Rồi, đây là một tách trà mà mình thử thí nghiệm cùng với vỏ quýt. Chúng ta sẽ thưởng thức trà có hương vị như thế nào nha. Mời. Nóng không? Tích rồi. Wow. Cái hương vị của trà nó rất là đặc biệt. Khi mình hớp vô một ngụm trà, mình cảm giác nó có một cái hương vị thơm của trà. Và nó ngọt ngọt, ngọt ngọt, mặn mặn, với một cái hương vị mình nhào cái vỏ quýt cùng với đường. Rồi cái vỏ quýt này nó cũng bốc lên một cái mùi hương rất là thơm, ngon, đặc biệt. Như vậy thì cái thí nghiệm của mình thật là đơn giản nhưng mà nó đã thành công. Cho nên mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức một tách trà vỏ quýt. Mình làm như là trần bì uống. Đây là một tách trà rất là đơn thuần và nhẹ nhàng thanh thoát, và uống cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nha các bạn. Trong những mùa đông lạnh hoặc là mùa hè nóng bức thì đều phù hợp cả. Bởi vì vỏ quýt trần bì là một loại thuốc ở trong nan y của người ta, là thuốc bắc, thì những cái loại bệnh thông thường đều có vỏ quýt của bài thuốc của những người Trung Quốc. Người Việt Nam mình cũng hay dùng. Vì vậy mà cái bình trà của vỏ quýt trần bì ngày hôm nay của mình nó đã thành công. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên mà mình chưa từng làm, nhưng mà mình rất là khả quan. Rồi mình thưởng thức, mình uống thử, mình cảm giác rất là ngon. Vậy thì mình hướng dẫn đã thành công thì các bạn cũng nên thử làm đi nhé. Tôi đã thích cho bà con tới nhà mình một món trà mới lạ mà rất là bổ dưỡng. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc thân tâm an lạc. A Di Đà Phật.